Xin chào mọi người, hôm nay là ngày 8 tháng 7. Hôm nay là ngày gì? Ngày sinh của ai? Ngày 8 tháng 7 năm 1621 là ngày sinh của Jean de La Fontaine, một nhà thơ ngụ ngôn người Pháp. Ngày này năm 1839 cũng là ngày sinh của John D. Rockefeller, một doanh nhân và nhà từ thiện người Mỹ. Ông thành lập công ty Standard Oil. Ngày 8 tháng 7 năm 1885 là ngày sinh của Hugo Boss, nhà thiết kế thời trang người Đức. Ông thành lập thương hiệu cao cấp Hugo Boss. Son Heung-min, anh sinh ngày 8 tháng 7 năm 1992, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp hiện đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Tottenham Hotspur tại giải Ngoại hạng Anh và là đội trưởng của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Không chỉ được đánh giá là một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất trên thế giới, cũng như xuất sắc nhất châu Á hiện nay, anh còn là một trong những cầu thủ người châu Á xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu. Jaden Smith, anh sinh ngày 8 tháng 7 năm 1998, là một diễn viên và rapper người Mỹ, con trai của ngôi sao điện ảnh Will Smith. Ngày mất của ai? Ngày 8 tháng 7 năm 1695 là ngày mất của Christian Huygens, một nhà toán học, thiên văn học và vật lý học người Hà Lan. Kim Nhật Thành, chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, ông mất ngày 8 tháng 7 năm 1994. Sự kiện. Ngày 8 tháng 7 năm 1497, thuyền trưởng Vasco da Gama khởi hành chuyến đi đầu tiên thẳng từ châu Âu đến Ấn Độ. Cũng vào ngày này năm 1889, ấn bản đầu tiên của The Wall Street Journal được xuất bản. Ngày 8 tháng 7 năm 2011, tàu con thoi Atlantis được phóng trong phi vụ STS-135, phi vụ cuối cùng của chương trình tàu con thoi. Vào ngày này năm 2014, Đức đánh bại Brazil với tỷ số 7-1 trên sân nhà ở bán kết FIFA World Cup 2014. Xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một ngày thật vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 7 giờ sáng mai tại Quốc TV.